Vâng, và chào Phạm Ngọc Hà. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc xe cũng ngon bổ rẻ đây. Nếu như anh chị nào đi gia đình đi chiếc xe này thì quá hợp lý luôn. Đấy, phụ nữ đi con này thì quá ok luôn nhá. Em sẽ xin giới thiệu là đây là chiếc Ford Fiesta phiên bản số tự động, mà giá thì cực kỳ rẻ luôn. Xe thì nguyên bản, không đông đúc, không tai nạn, không ngập nước, máy móc zin và cực kỳ ngon luôn. Form dáng thì rất thể thao, rất đẹp. Được sản xuất năm 2011. Đấy, và mức giá thì vô cùng yêu thương. Màu đỏ cam rất đẹp. Vâng, chiếc xe này em đang chào bán với mức giá là 250 triệu thôi, bằng con Kia Morning Van thôi. Đấy, anh chị nào nhanh tay thì sở hữu ngay em Ford Fiesta này đấy ạ. Form dáng rất thể thao. Vâng, màu cam rất đẹp. Phụ nữ đi chiếc xe này vừa nhỏ gọn mà đi rất bốc. Quá ok luôn ạ. Vâng, xin chào Phạm Tùng, chào Hoa Đông Hoàng và chào toàn thể các anh chị em nhé. Đấy, đây là chiếc Ford Fiesta. Form dáng rất thể thao và rất đẹp. Phụ nữ đi chiếc xe này thì quá tuyệt vời luôn. Nói thật với các bác là đi sướng hơn Kia Morning nhiều. Đó, form dáng thể thao này. Và tiếp theo đây là con này là cực kỳ ngon bổ rẻ đây. Đấy, đi gia đình cực kỳ ok, đi rất sướng. Nói thật với các bác, với cái tầm tiền bằng Kia Morning này, nhưng mà để mà Kia Morning không thể nào sánh ngang được với chiếc xe này được. Đấy, chiếc Ford Fiesta đây. Con này đây, anh lấy con này. Đây là những khách hàng đang đến xem xe. Quá ok luôn. 250 triệu cho em Ford Fiesta này, được sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động này. Được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, cảm biến lùi, camera lùi, camera hành trình có đủ. Đấy, em sẽ quay nội thất cho của chiếc Ford Fiesta này nhé. Đấy, sinh nhan tích hợp trên gương. Vâng, và chủ xe là người Mạnh Hỏa cho nên là độ bộ ghế cũng tương đối đẹp. Vâng, đây ạ, bộ ghế rất thể thao, rất đẹp. Đây, nội thất của chiếc xe đây còn rất đẹp nữa. Màn hình DVD, camera hành trình, camera lùi có đủ luôn. Vâng, hộp số tự động đây ạ. Quá ok luôn. Chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 250 triệu thôi. Đó, chiếc xe này nếu mà so với Kia Morning thì ngon gấp vạn lần Kia Morning rồi. Bên em thì đấy, Kia Morning ở ngoài kia cũng 250 triệu. Nhưng mà để mà so với con này thì không thể nào so được rồi. Vâng, em xin chào Đại Dương và chào toàn thể các anh chị em. Đấy, một chiếc xe quá ok mà mức giá thì vô cùng yêu thương luôn. 250 triệu cho chiếc Ford Fiesta ở đây. Form dáng rất thể thao, đi rất thích. Keo chỉ zin nhé, máy móc zin 100%. Đó, đợt này về thì rất nhiều xe ngon bổ rẻ đấy ạ. Anh chị thoải mái lựa chọn cho mình những chiếc xe phù hợp. Vâng, em xin chào quán nhà ông, chào Tuấn An và chào toàn thể các anh chị em nhé. Chúc anh chị em một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Vâng, đương nhiên.